Alo, tôi cũng đang định gọi cho anh đi. Đúng, đó là số liệu mới nhất, chính xác nhất. Anh yên tâm đi, Đăng Duy không hề đề phòng tôi. Anh có thể yên tâm rồi. Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hạnh Phúc rất có thể sẽ về tay Phát Đạt. Sắp tới, ông Bằng và Đăng Duy sẽ có những cuộc gặp gỡ. Nè, cho dù anh không lấy được dự án đó thì cũng phải nghĩ cách phá cho nó hư. Đừng để nó về tay của Phát Đạt nha. Uy tín của Đăng Duy ngày càng lớn mạnh, chúng ta khó mà lật đổ được anh ta. Có tin gì mới tôi sẽ báo lại cho anh. Anh hai, có gì tôi gọi lại sau nha. Cậu về khi nào vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại phản bội anh Đăng Duy? Hả? Có những chuyện cậu không cần biết làm gì. Anh không muốn kéo cậu vô chuyện này, cậu cứ coi như là chưa từng nghe, chưa từng biết là được rồi. Không phải trước giờ anh với anh Đăng Duy luôn là bạn bè thân thiết hay sao? Từ nhỏ tới bây giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ tình bạn của hai anh. Anh hai, tại sao anh lại làm như vậy? Không, em không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Anh hai, anh giải thích cho em biết đi. Tôi đã biểu cậu đừng xen vào chuyện này rồi mà. Em không làm được. Với em, cả hai anh đều là anh của em. Nếu như không có lý do chính đáng, em nhất định sẽ không để cho anh làm hại anh Đăng Duy đâu. Vậy thì cậu mau đi nói cho Đăng Duy biết đi. Đi đi. Anh biết là em sẽ không bao giờ làm như vậy mà. Chúng ta là anh em, tuy không ruột rà máu mủ, nhưng ba mẹ anh đã cưu mang em từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua, anh luôn coi em như em ruột của mình. Điều đó cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên đâu. Anh hai, anh không phải là người xấu, anh cũng không phải là loại người vì tiền mà bán đứng bạn bè. Chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Anh là anh của em, em cần phải biết được sự thật. Ấm nồng nàn tình ái đã vui.